Liên quan đến vụ việc 15 người giấu trong thùng xe đông lạnh vượt chốt kiểm dịch, vào ngày hôm qua 14 tháng 9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương đã có văn bản gửi 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị để hỗ trợ đón bà con trở về. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, 15 người giấu trong thùng xe đông lạnh sẽ được về quê vào sáng ngày 15 tháng 9. Theo ông Minh, từ hôm qua tới giờ, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận và Văn phòng các tỉnh thường xuyên liên lạc, trao đổi với nhau về phương án đón những người này. Ông Minh khẳng định, phương tiện để đưa người dân về quê sẽ do tỉnh Bình Thuận hỗ trợ, kể cả ăn uống dọc đường. Trước khi xuất phát, những người dân này cũng sẽ được test COVID-19. Nếu trường hợp nào dương tính, tỉnh sẽ thu dung và điều trị. Còn trường hợp âm tính sẽ được về quê an toàn. Trước đó, vào khuya ngày 12 tháng 9, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh biển số thành phố Hồ Chí Minh đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tâm Đức, huyện Hàm Tân nên tiến hành kiểm tra. Tổ tuần tra yêu cầu tài xế Lê Văn Tuấn, ngụ tại tỉnh Bình Thuận, mở thùng xe đông lạnh, phát hiện 15 người bên trong, bao gồm cả trẻ em. Tài xế Tuấn khai chở thuê 15 người trên từ bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng một người.